Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 27 tiểu thuyết Ông Cố Vấn của nhà văn Hữu Mai. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. 2 ngày sau lễ truy điệu, một chiếc xe Jeep sơn màu trắng từ phía chợ lớn chạy vào, dừng lại trước nhà thờ Bình An. Từ trên xe nhảy xuống 2 người mặc quân phục, một người thấp và béo tròn, mang lon trung tướng, đội chiếc mũ beret màu huyết vụ, có 2 dải đen lủng lẳng sau gáy. Bộ mặt phi nộn của viên tướng có một vẻ hài hước với bộ râu nhỏ và nhọn ở cằm, dễn ngược như râu dê. Đi theo y là một người cao gầy, mặc quân phục trắng, đeo lon đại tá. Do đã xin phép trước về cuộc hội kiến nên cha Hoàng đồng ý để Hai Long gặp Trung tướng Nguyễn Khánh, nhân vật thứ 2 của màn kịch mới đã lộ mặt. Qua buổi nói chuyện, anh nhận thấy Mỹ đã chọn xong lá bài chính trị mới để thay thế những kẻ có quá trình gắn bó nhiều với Pháp, không được tin cậy. Những con bài được Cabot Lodge chấm quá tồi. Khánh bộc lộ rõ tính chất tham lam thiển cận, luồn lách trơn tuột như rắn. Sự công tác giữa Khánh và Khiêm chỉ có tính chất tạm thời. Khiêm thâm trầm, nhiều mưu đồ, Khánh thì thủ đoạn, luôn luôn dìm người khác, không để cho ai hơn mình. Không thể có sự hợp tác lâu dài giữa 2 con người như vậy. Anh có đủ cơ sở nhận định một sự thay đổi nhân sự sắp diễn ra chính quyền miền Nam để báo cáo về trung tâm. Để dõi theo mối quan hệ mới giữa Hai Long và Nguyễn Khánh, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 28 tiểu thuyết Ông Cố Vấn của nhà văn Hữu Mai trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Cha Hoàng sầm mặt. Khi biết tin Cẩn bị hành quyết, cha Hoàng rất phẫn nộ. Ông hầm hầm nói với Hai Long. Thằng Khánh đúng là kẻ bất nhân bất nghĩa. Nó ngồi ở ghế thủ tướng mà để xử ông Cẩn như vậy. Thưa cha, con biết ông Cẩn khó thoát chết. Từ lúc Cabot Lodge trao ông Cẩn cho các tướng đào chính, nếu bây giờ Lodge để ông Cẩn sống thì hóa ra việc giết ông Diệm, ông Du trước đây là sai. 2 triệu giáo dân miền Nam cứ ngồi khoanh tay mặc cho tên chỉ giáo giết hết con chiên à. Quy động hết giáo dân di cư các sứ đạo ở Sài Gòn, Biên Hòa, nói các cha dẫn đầu kéo về Sài Gòn, đập tan tượng Kennedy, đuổi tên chỉ giáo cút về nước. Thưa cha, đó là việc sớm muộn gì cũng phải làm, chỉ e còn chỉ thị của tòa khâm sứ. Làm ngay, các cha bỏ áo thầy tu ra, mặc quần áo dân thì khâm sứ cũng chẳng có gì mà quở trách. Các cha nhất thiết phải cùng đi với con chiên. Thưa cha, đúng rồi, các cha phải cùng đi, nhưng con nghĩ không nhất thiết phải đi đầu, mà chỉ cần đi lẫn vào giáo dân. Cha Hoàng đồng ý với anh. Chủ trương của cha Hoàng được các sứ đạo nhiệt liệt hưởng ứng. Cuộc biểu tình thị uy của giáo dân tổ chức vào ngày 7 tháng 6. Bộ tham mưu cuộc biểu tình đặt trụ sở tại nhà thờ Quyền Sĩ, gồm cha Hoàng, cha Mai Ngọc Khuê, cha Hoàng Trung, phó chỉ huy, tổng bộ tự vệ Phát Diệm, Trần Thiện và Hai Long. 20 vạn giáo dân di cư ở Sài Gòn, Biên Hòa rầm rộ kéo về, tập trung tại quảng trường Lam Sơn trước cửa nhà Quốc hội. Từng sứ đạo dưới sự điều khiển trực tiếp của các cha, các thầy đội ngũ chỉnh tề, nhiều người mang theo cả vũ khí phòng thân như gậy gộc, chĩa ba, chai lọ, gạch đá. Những người biểu tình kéo đổ tượng Kennedy. Nội dung cuộc biểu tình là đòi ngừng ngay những vụ hành quyết như xử bắn Ngô Đình Cẩn ngày 9 tháng 5, chống những vụ trả thù công giáo như ở Phước Tuy, Thanh Bồ, Đức Lợi, Phú Cam. Một khẩu hiệu được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên nhiều tấm biểu ngữ và được hô vang suốt từ đầu tới cuối cuộc biểu tình với sự phẫn nộ cao độ. Cabot Lodge go home, Cabot Lodge cút về nước. Chỉ ít ngày sau, công giáo ở những vùng có nhiều người di cư hoặc những người thần phục gia đình họ Ngô như ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Long Xuyên, Buôn Mê Thuột, Pleiku, Kon Tum, Đà Lạt đua nhau biểu tình. Ở khắp nơi khẩu hiệu Cabot Lodge go home trở thành khẩu hiệu chính. Sau cuộc biểu tình đầu tháng 6 ở Sài Gòn, giáo dân miền Nam đâu đâu cũng nhắc tới Cha Hoàng. Nhiều sứ đạo ở các tỉnh cử người về Bình An mời Cha Hoàng tới thăm. Giáo dân đang giữa lúc nếu không lo bị tàn sát, trả thù thì cũng buồn vì Phật giáo trước đây vốn tĩnh lặng, nay trở thành một lực lượng có sức áp đảo. Sự trọng nể của mọi người đối với áo choàng của linh mục đã chuyển sang tấm cà sa của những thượng tọa đại đức. Cha Hoàng bàn với linh mục lập một tổ chức có tên gọi là Trung ương Công giáo đấu tranh để giảng hồi tình hình. Tổ chức này hình thành vào trung tuần tháng 6. Các linh mục suy tôn Cha Hoàng làm chủ tịch. Khâm sứ tòa thánh và tòa tổng giám mục tỏ vẻ e ngại, vì như vậy là các linh mục lại tham gia vào chuyện chính trị. Cha Hoàng bèn đổi tên tổ chức này là Trung ương Công giáo Đại đoàn kết. Tòa khâm sứ và tòa tổng giám mục vẫn thấy phân vân. Hai Long bàn với Cha Hoàng. Theo khuyến cáo của Vatican thì Công giáo không nên tham gia vào chính trị. Nhưng giáo dân nào cũng là công dân của một thể chế chính trị, không thể bó tay khi những quyền lợi Công giáo của mình bị vi phạm, chà đạp. Với tư cách tín đồ Thiên Chúa giáo, giáo dân không tham gia vào chính trị, nhưng với tư cách công dân thì không thể nào không đấu tranh chống lại đàn áp bất công. Vậy nếu ta lấy tên tổ chức này là Khối Công dân Công giáo Đại đoàn kết thì có thể được tòa thánh chấp nhận. Cha Hoàng rủ Hai Long cùng tới tòa khâm sứ và tòa tổng giám mục trình bày ý kiến này. Sau khi nghe và hỏi cặn kẽ, cả khâm sứ và tổng giám mục đều tán thành. Hai Long lại bàn với Cha Hoàng, nhưng khi tổ chức mới thành lập, người cầm đầu cũng nên đi một số địa phương giới thiệu cương lĩnh hành động để thúc đẩy phong trào, cũng là để đáp lại lời mời của một số giáo xứ đã đến với Cha Hoàng từ lâu. Cuối tháng 6 và đầu tháng 7, Cha Hoàng cùng với Hai Long đi thăm nhiều sứ đạo ở hầu khắp miền Nam, từ Huế tới Long Xuyên, Châu Đốc. Cha Hoàng tự nhận là mình nói năng thiếu chặt chẽ, nên cần có Hai Long đi theo. Tới các nơi, ông thì giữ vai trò chủ trì và giới thiệu anh trình bày về mục đích và cương lĩnh hành động của tổ chức. Hai Long nói lăng mạch lạc, lưu loát, cuốn hút người nghe về giáo lý cũng như về phương pháp hoạt động đấu tranh. Và không quên luôn luôn đề cao Cha Hoàng là chủ tịch của tổ chức. Cha Hoàng giới thiệu ở khắp nơi, Hai Long là cố vấn của mình và của Trung ương Khối Công dân Công giáo Đại đoàn kết, để mọi người liên hệ khi có công chuyện nếu vắng mặt ông. Riêng với các giám mục và linh mục hạt trưởng, ông nói thêm, Hai Long là thầy tu xuất, đã từng là phụ tá của Đức Cha Lê từ những năm 45-46 tới nay, là người sống thánh thiện, được thử thách và sẵn sàng dịch tử vì đạo. Dưới chế độ Ngô Đình Diệm là phụ tá của cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu, hiện đang có vai vế đối với các tướng lĩnh trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng, đã đấu tranh giải thoát cho nhiều người Công giáo bị bắt bớ sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11. Rất xứng đáng là một lãnh tụ của giáo dân. Hai Long đã qua thời kỳ ở ẩn. Anh nghĩ đến điều cần với mình bây giờ là phải củng cố bộ mặt tinh thần mới, làm cho nhiều người quen với hình ảnh một con chiên tốt đạo, đẹp đời, sẵn sàng tử vì đạo. Cuộc đấu tranh của giáo dân miền Nam bùng lên khắp nơi đã nhanh chóng tác động tới Nhà Trắng. Cuối tháng 7, có nhiều tin đồn Cabot Lodge sắp bị thay thế. Trong tháng 8, hàng chục vạn đồng bào Sài Gòn biểu tình dây quanh dinh Gia Long, đòi Nguyễn Khánh phải từ chức. Hàng vạn đồng bào sinh viên, học sinh Huế, Đà Nẵng biểu tình bãi khóa, bãi chợ, phản đối Nguyễn Khánh ký hiến chương Vũng Tàu. Cha Hoàng quyết định đánh một đòn bồi tiếp đối với tên dị giáo. Ông trao đổi với cha Mai Ngọc Khuê, người đã cùng ông lãnh đạo có kết quả cuộc biểu tình hồi đầu tháng 6, quy động giáo dân xứ đạo Tân Sa Châu tiến hành một cuộc biểu tình mới chống Cabot Lodge. Cha Khuê bàn, lần này không cần quy động nhiều người, nhưng sẽ làm mạnh hơn lần trước, đưa giáo dân xông thẳng vào Bộ Tổng tham mưu. Vừa đuổi Cabot Lodge, vừa bắt phải trả tự do ngay cho những giáo dân bị bắt quan sau đảo chính. Cha Hoàng tán đồng nhưng nói thêm: nếu xông thẳng vào tổng tham mưu thì phải có sách lược, không để cho chúng đàn áp. Ngoài khẩu hiệu Cabot Lodge rút về nước, ta sẽ thêm các khẩu hiệu ủng hộ Nguyễn Khánh, trả đảo Dương Văn Minh, tố cáo Minh chủ trương trung lập, đòi chính Minh phải trả tự do cho giáo dân bị bắt. Ta ủng hộ Khánh thì quân đội không dám đàn áp. Cha Khuê thấy ý kiến này là hay. Ngày 26 tháng 8, khoảng 3.000 giáo dân do Cha Khuê lãnh đạo biểu tình, mang theo cả gậy gộc, chĩa ba xông vào bộ tổng tham mưu. Họ dương cao những biểu ngữ và hô vang những khẩu hiệu Cabot Lodge rút về nước, ủng hộ Nguyễn Khánh, đả đảo Dương Văn Minh. Thời gian qua, chính quyền và binh lính không dám đàn áp những cuộc biểu tình của công giáo. Nhưng lần này, giáo dân có vũ trang lại xông thẳng vào trong doanh nghiệp, một cơ quan đầu não của quân đội. Binh lính hoảng hốt nổ súng. Kết quả giáo dân thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Sự việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ đối với Cha Hoàng. Ông rất lo khâm sứ sẽ khiển trách. Gần đây, vì tham gia vào nhiều những hoạt động chính trị, nên ông tránh tới tòa khâm sứ và thường bảo Hai Long tới báo cáo tình hình. Lần này, ông lại bảo Hai Long tới thăm dò thái độ của tòa khâm sứ. Qua những lần tới báo cáo, Hai Long đã biết khâm sứ một mặt e ngại những hoạt động chính trị vì đã có chỉ thị của Vatican, nhưng một mặt vẫn muốn giáo dân đấu tranh chống lại đàn áp. Hai Long từng thuật lại cuộc biểu tình ngày hôm trước ở Bộ Tổng Tham mưu. Khi anh nói khẩu hiệu chính của giáo dân là Cabot Lodge Go Home, khâm sứ mỉm cười hỏi: lần này lại tiếp tục nêu khẩu hiệu đó, các công chiên có lo sợ Mỹ trả thù không? Trình đức khâm sứ: chính vì họ sợ bị trả thù nên giáo dân phải ra tay trước. Mỹ đã giết một tổng thống công giáo, giết một lúc cả ba anh em giáo dân. Không chỉ vì Mỹ tàn bạo mà chính là Mỹ khinh thị, thăm dò công giáo. Giáo dân biểu tình là để cảnh cáo Mỹ vì đạo Chúa. Những Phật tử có thể hy sinh thân mình vì đạo. Tín đồ công giáo ta đâu có ngán. Khâm sứ ngẫm nghĩ rồi nói: thầy nên lấy danh nghĩa một trí thức công giáo, viết một bản tường trình về vấn đề này để gửi lên giáo hoàng. Trình đức khâm sứ: con dốt nát về chuyện giấy tờ, không biết thư gửi ra sao cho phải phép, e có điều thất lễ nên không dám viết. Vậy tôi sẽ làm tờ trình gửi về Roma, thuật lại với giáo hoàng những điều thầy vừa nói. Có nhắc tới tên thầy có thuận không? Tùy ý đức khâm sứ. Với tòa thánh, con nghĩ chẳng có điều gì phải e ngại. Thầy hết lòng vì đạo Chúa, như vậy là rất tốt. Với tư cách công dân, thầy cố gắng giúp cho công chuyện đấu tranh. Thầy có những điều kiện tốt hơn Cha Hoàng. Đừng để Cha Hoàng dính vô nhiều. Hai Long về thuật lại với Cha Hoàng. Vẻ mặt Cha Hoàng đang căng thẳng lo âu, chuyển ngay thành tươi tỉnh. Nhưng ngày hôm sau, Cha Hoàng vẫn bị khâm sứ gọi lên. Khâm sứ nghiêm khắc hỏi: tòa khâm sứ được tin cha và cha Khuê tổ chức biểu tình, làm thiệt mạng và bị thương nhiều giáo dân. Cha Hoàng dựa vào những điều Hai Long đã kể, báo cáo lại tình hình, đồng thời nhận khuyết điểm mình không dặn dò kỹ cha Khuê nên để xảy ra chuyện đáng tiếc. Khâm sứ nói: chuyện này sẽ làm cho tình hình càng phức tạp. E rằng Mỹ và chính phủ quân nhân sẽ kiếm cớ gây thêm khó khăn cho giáo hội và các linh mục. Trình đức khâm sứ: về phía ông Khánh, chắc không có chuyện gì. Ông đã gửi thư nhận lỗi và mời con lên Đà Lạt để thu xếp cho êm mọi chuyện. Nhưng đã có khuyến cáo của Vatican là các cha không nên dính vô những chuyện này. Cần làm thì để cho giáo dân làm tốt hơn, những người như thầy Hai Long. Dạ. Có phải thầy Hai Long thường xuyên tiếp xúc với mấy ông tướng? Dạ, các tướng hay đến gặp con và thầy Hai ở nhà thờ Bình An. Nên để cho thầy Hai tiếp họ, giáo hội khỏi bị kẹt. Cha Hoàng vốn rất phục tùng tòa khâm sứ. Ông bắt đầu giới thiệu với mọi người: Hai Long thay mặt mình làm việc với họ theo khuyến cáo của khâm sứ. Như vậy, ông vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh mà không còn phải e ngại những búa rìu của bề trên mỗi khi có sai sót. Hai Long cảm thấy mình như vừa lạc vào một thế giới khác lạ. Sau nửa giờ ngồi trên máy bay, Sài Gòn ôi bức nhộn nhạo, không khí ngột ngạt mùi khói xăng cùng với những trăm ngàn mưu toan vật lộn gai gắt, xấu xa của cuộc sống như đã chìm sâu trong cõi hồng trần. Đà Lạt hiện lên giữa cao nguyên núi rừng trùng điệp với không khí tươi mát, tĩnh lặng, sực nức mùi hương của những đồi thông, những biệt thự xinh xắn ẩn hiện, náo mình dưới lùm cây tươi xanh, những khu vườn đầy hoa. Chiếc xe ngựa, tiếng gió khua lóc cốc, chạy xuyên qua những đám mây mát rượi, đưa Cha Hoàng và anh về thị trấn. Xe dừng lại bên hồ Xuân Hương. Nhìn thấy những cặp trai gái, những cặp vợ chồng dắt nhau đi dạo quanh hồ. Hai Long chạnh lòng nhớ tới vợ con. Vợ con anh đã phải chịu bao hy sinh nhưng chưa bao giờ được hưởng những giây phút thảnh thơi. Ước gì có một ngày nào đó anh được cùng gia đình lên đây, anh cũng sẽ đưa vợ và các con đi dạo như thế kia. Với công tác của anh, không thể nói chắc ngày mai ra sao. Mọi trò giả tạo này đều chỉ là tạm thời, sự yên ổn chỉ tính từng giờ. Cha Hoàng nói, không biết cái biệt thự số 2 nó nằm ở đâu? Thầy đã tới Đà Lạt bao giờ chưa? Thưa, con đã tới đây một lần với vợ chồng ông Nhu. Lần đó ông Nhu ở biệt thự số 2, cách đây không xa. Cha Hoàng phẩy tay. Sáng nay, nghỉ ngơi đi ngoạn cảnh Đà Lạt đã. Chiều vào trong đó, hay sáng mai vào cũng được. Hai Long theo Cha Hoàng thủng thỉnh đi dạo trên đường phố, ngắm những quầy hàng mỹ nghệ với những ngôi nhà sàn, những chiếc thuyền buồm, chân dung của những cô gái được tạo ra bằng gỗ thông, những cửa hàng bày toàn quần áo len, dạ dùng cho mùa lạnh. Thấy Hai Long mải mê nhìn các quầy hàng, Cha Hoàng nói, mấy thứ này ở Sài Gòn thiếu gì? Thưa cha, ở Sài Gòn con chưa bao giờ đi vào phố xem hàng. Từ những mẫu gỗ thông mà người ta có thể tạo ra những đồ kỷ niệm đẹp nhường kia. Cha Hoàng dường như thiếu tự nhiên vì chiếc áo choàng thầy tu đã làm cho nhiều người chú ý. Hai Long có cảm giác lâng lâng bay bổng. Không khí trong lành của vùng núi bỗng chốc làm anh khỏe hẳn ra, cơ thể như trẻ lại, tràn trề sức sống. Anh thấy yêu cảnh vật, mọi con người ở đây, họ đều như không có liên quan tới cuộc đấu tranh gai gắt ở Sài Gòn. Lại cha à! Một thiếu phụ nhỏ nhắn, tay xách chiếc làn nhựa, dừng trước mặt Cha Hoàng. Cha ngơ ngác nhìn người đàn bà rồi nói, chào bà. Lâu lắm mới được gặp cha. Cha không nhận ra con là vợ anh Trần Kim Tuyến đây mà. Ồ, vậy ra là con. Cha lại nghĩ là bà bộ trưởng nào. Cha tới Đà Lạt lâu chưa à? Vừa xuống máy bay được một lát, đang dẫn ông phụ tá đi giãn cảnh thành phố. Ông né mình sang bên giới thiệu Hai Long với vợ Trần Kim Tuyến. Đây là thầy Hai Long. Người thiếu phụ nghiêng đầu chào anh rồi nói, con đã biết tiếng ông Hai. Ông Hai Long, phụ tá của Đức Cha Lê và ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Cha Hoàng vui vẻ. Thế thì quen biết cả rồi. Tại sao lâu lắm Tuyến không tới chỗ cha? Tuyến có ở đây không? Mai mốt nhà con mới lên. Nhà con ở Hồng Kông về được ít tháng nay. Cũng buồn nên chẳng đi đâu. Nếu cha còn ở đây vài ngày, chúng con sẽ tới thăm cha. Cha ở đâu à? Ông Khánh mời cha và thầy phụ tá lên làm việc. Định ngày mai mới vào trong biệt thự. Hôm nay chưa biết sẽ ở đâu. Thầy mời cha và ông Hai tới chỗ con. Con đang ở trong khách sạn Palace. Ở đó còn trống một số phòng. Phong cảnh lại rất đẹp. Thấy Cha Hoàng còn lưỡng lự, người thiếu phụ nài nỉ. Cha và ông Hai về chỗ con đi. Con sẽ đặt thuê phòng. Con cũng cần thương với cha một vài chuyện về việc của nhà con. Hai Long không muốn ở gần vợ chồng Tuyến, nhưng cha Hoàng đã nhận lời. Sau khi thất sủng với Nhu, Tuyến bị đẩy ra nước ngoài. Diệm Nhu đổ ít lâu, Tuyến trở lại Sài Gòn. Các vợ Tuyến đã nhanh chóng đánh hơi được mối quan hệ giữa cha Hoàng và chính quyền mới nên định nhờ vả. Với nghề nghiệp của Tuyến, sớm muộn rồi Tuyến sẽ đi với CIA. Cũng không sao, chắc Tuyến chưa biết gì nhiều về anh như Bòn Hiếu và Tá Đen. Hiện giờ, Tuyến vẫn là một kẻ thất thế. Cha Hoàng và Hai Long vào xem chợ cùng với vợ Tuyến, chờ chị ta mua ít trái cây rồi về khách sạn. Phòng của Hai Long nằm trên lầu 1, có cửa sổ mở ra mặt hồ. Trời không có nắng, nước hồ trở thành màu chì, tán sao động, bồng bềnh mấy con thuyền mang hình chim thiên nga của khách du lịch. Tiếng gió thổi lao xao trên những lùm cây bên ngoài vòng vào. Cảnh vật ở đây như một thứ thuốc an thần ru ngủ con người. Vợ Tuyến đã để trên bàn một chùm nho chín mọng. Những giờ còn lại của buổi sáng, chị ngồi tâm sự suốt ở phòng cha Hoàng. Hai Long tránh mặt. Vợ chồng Tuyến đã quen biết với cha Lê và cha Hoàng từ những năm 45-46. Trong thời kỳ Diệm cầm quyền, Tuyến là một cánh tay đắc lực của Nhu, chuyên lo vấn đề an ninh. Phát Diệm trở thành một đối tượng của Diệm, nên Tuyến cũng xa lánh các cha. Khi đôi bên nối lại liên lạc, thì Tuyến bắt đầu thất sủng, phải ra nước ngoài. Câu chuyện vợ Tuyến chắc chẳng có gì khác hơn là kể lể những công lao và than thở về sự thiệt thòi của chồng mình đối với chính quyền cũ cũng như chính quyền mới. Có tiếng gõ cửa. Đã đến giờ ngủ trưa, Hai Long đoán là cha Hoàng ở phòng bên có điều gì cần hỏi. Anh ngỡ ngàng khi nhận ra người thiếu phụ đứng trước cửa. Chị hình như chưa thật tin, có phải là anh không? Buông một tiếng kêu nhỏ. Cậu giáo. Tú Quyên. Trời ơi, đúng là anh Nhã thật ư? Anh cũng không ngờ lại còn được gặp em. Chị lấy khăn tay chấm dội những giọt nước mắt ứa ra vì mừng rỡ. Rồi chị nhoẻn miệng cười, nói ríu rít như ngày xưa. Em nhận ra anh khi ngồi ở phòng ăn. Em hỏi thăm bà cùng ngồi với anh. Bà ta lại như muốn lục vấn em. Thái độ của bà ta làm em khó chịu, nên em không hỏi thêm. Chị ấy là người quen cũ của cha Hoàng. Anh chị vừa gặp sáng nay. Tú Quyên biểu môi như muốn nói. Tưởng chi quá ra. Mời em vào nhà đã chứ. Chị vén tà áo dài, ngồi xuống chiếc ghế mây, nhìn chùm nho lớn đặt trên bàn, rồi hỏi. Anh lên đây có một mình. Anh cùng đi làm việc với cha Hoàng, cha ở phòng bên. Còn em? Em đến nghỉ cùng hai cháu. Chị nhìn anh với cặp mắt buồn rầu. Cái vui giả tạo vừa rồi của chị đã biến mất. Cả hai người đều bối rối. Đã 18 năm qua, bao nhiêu nước chảy dưới cầu, họ không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Bao nhiêu kỷ niệm dồn dập hiện lên trong đám sương mù của quá khứ. Cha Hoàng đổi ý kiến. Ngay từ buổi chiều hôm đó, đã bảo Hai Long cùng đi với mình tới gặp Khánh. Buổi nói chuyện với vợ Tuyến đã cho cha biết các tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim hiện đang bị quản chế ở đây. Cha không muốn ở lâu tại Đà Lạt. Nếu Đôn, Kim tới thăm, sẽ khó nói khi chuyện trò. Cha đã từng ủng hộ họ, giờ lại quay sang ủng hộ Khánh. Họ còn có tư cách hơn. Sự việc xảy ra ở Bộ Tổng tham mưu ngày 26 tháng 7 đã làm cho Khánh lúng túng. Khánh có liên quan về cả hai mặt với tư cách vừa là Chủ tịch Hội đồng Quân sự Cách mạng, vừa là Thủ tướng. Khánh mời cả cha Hoàng và Hai Long tới Đà Lạt để thương nghị. Khánh biết cha Hoàng là người cực đoan lại khó tính, còn mưu sĩ của cha thì trầm tĩnh và ôn hòa. Việc một số giáo dân di cư bị giết hại nếu không thu xếp cho êm sẽ bùng lên thành một phong trào chống Khánh. Khánh Thuy đã ôm hầu hết mọi quyền lực trong tay. Nhưng ngày càng cảm thấy mình đang ngồi trên lửa, vì tình hình quân sự đang xấu đi rất nhanh và những người bất bình với Khánh không ngừng tăng lên. Cha Hoàng và Hai Long đi xe ngựa tới biệt thự số 2. Đại tá Anh Ben Nguyễn Cao ra đón hai người vào. Khánh đứng ở chân thềm, dồn dã. Trời, sao cha Tổng và ông Giáo không phone để ông Cao ra đón mà lại đi xe ngựa? Cha Hoàng mát mẻ. Thủ tướng còn bận nhiều việc, tránh được phiền phức chừng nào hay chừng ấy. Cha lo những việc tài đình, đưa cái xe ra đón cha có chi mà phiền phức. Khánh tươi cười mời khách dùng ly rượu cho ấm người, cố tạo bầu không khí thông cảm, rồi vào vấn đề một cách khiêm tốn. Từ ngày nhận nhiệm vụ, tôi đã chỉ thị cho cảnh sát, an ninh và quân đội là không được đụng tới quyền dân chủ của đồng bào, đặc biệt là giáo dân. Cha Tổng và ông Giáo coi suốt thời gian qua, đâu có xảy ra điều chi đáng tiếc. Tai họa vừa rồi là do một số binh sĩ thiếu kỷ luật, hoảng hốt trước sự nhiệt tình và quá phẫn nộ của giáo dân. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc trừng trị những quân nhân phạm tội. Bữa nay xin mời cha Tổng và ông Giáo thu xếp cho công chuyện được êm thấm. Cha Hoàng to tiếng ngay. Các ông tướng ngu quá là ngu. Dân người ta biểu tình chống đối Dương Văn Minh là để răn đe Phật giáo ăn hiếp mấy ông tướng trẻ. Người ta đuổi Cabot Lodge là để làm cho người Mỹ phải nể mấy ông tướng Việt Nam. Người ta biểu tình ủng hộ mình, thế mà lại cho lính xả súng vào người ta. Dưới mắt cha Hoàng, Khánh vẫn là một kẻ võ biền, trẻ tuổi, hãnh tiến, tới gặp mình để mưu cầu địa vị như trước đây. Cha quên, Khánh đã trở thành người đứng đầu có thực quyền của chế độ, nên giơ đũa cả nắm, mạt sát các tướng trẻ, ngay giữa tư dinh của Khánh. Hai Long thấy Khánh sầm mặt, hai tay đỏ dừ, anh so dịu. Cha Tổng rất trung thực, nghĩ sao nói vậy? Có tin thủ tướng, có hết lòng ủng hộ thủ tướng thì mới nói như vừa rồi. Cũng như hồi xưa, cha Tổng rất mến phục Trung tướng Nguyễn Văn Xuân. Khi làm việc với Thủ tướng Xuân, cha cũng thường thẳng thắn như vậy. Về chuyện không may đã xảy ra, trên đường lên đây, cha Tổng đã bàn với tôi sẽ cùng Thủ tướng thu xếp cho ổn thỏa, không để cái sảy nảy cái ung, không để cho người ngoài xen vào gây nên chuyện lớn, phương hại cho chế độ như vụ Phật giáo trước đây. Hai Long đã nhắc tới Xuân vì vào thời đó Khánh còn là sĩ quan tùy viên của Xuân. Để lưu ý Khánh tới tuổi tác, vai vế đã có từ lâu của cha Hoàng, Khánh cố nén tự ái, cười gượng. Người trong nhà đóng cửa bảo nhau. Cha Tổng đã thương nên giải quyết cách chi, xin cha Tổng cứ dạy cho. Kính thưa quý vị, cuộc đảo chính lật đổ chế độ Diệm đã đưa hàng loạt người vào nhà tù, nhưng cũng không ít người được ra khỏi trại giam để nhường chỗ cho những kẻ mới tới. Đó là những chính trị gia, những tướng tá, linh mục, nhà sư, sinh viên, Phật tử, giáo dân trước đây đã dính líu hoặc bị tình nghi dính líu vào những vụ chống đối đảo chính định lật đổ chế độ Diệm. Trong số người được giải phóng có cả những người đang sống lưu vong ở nước ngoài như Nguyễn Chánh Thi, Dương Văn Đông, Phạm Phú Quốc, Nguyễn Văn Cử và một số người bị chính quyền Diệm buộc phải rời khỏi đất nước vì tội thân Pháp từ năm 1955 như tướng Nguyễn Văn Dĩ, Trung tá Trần Đình Lan. Để duy trì địa vị mới của mình, những người cầm đầu cuộc đảo chính ngoài chức vụ thủ tướng phải dành cho Nguyễn Ngọc Thơ theo chỉ thị của Mỹ đã chia nhau nắm những vị trí quan trọng. Minh Lớn được thăng trưởng đại tướng, vừa là quốc trưởng, vừa là chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Trần Văn Đôn trở thành trung tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tôn Thất Đính như lời mặc cả trước đây, với tòa đại sứ Mỹ trở thành bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mai Hữu Xuân được đề bạt lên thiếu tướng, làm tổng giám đốc tổng nha cảnh sát, kiêm đô trưởng Sài Gòn. Hãy cùng bước vào phần 29 tiểu thuyết Ông Cố Vấn của nhà văn Hữu Mai trong chương trình Đêm Mai để dõi theo cuộc chỉnh lý đẫm máu và nước mắt của Nguyễn Khánh. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.